Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục bé Peo và ngày hôm nay cái gì đây? Space Step các bạn ạ. À, bước nhảy vũ trụ bạn ơi. Easy level 4 là sao ta? Map có 4 level, ok, parkour thì 4 level chơi bời gì bạn ơi. Map của bạn Pakegone các bạn nhá. Đấy, chơi thử xem như nào. ID map là 2973092249 các bạn nhá. Đúng hai map thôi, map tên là Fast Hammer, một map tên là Space Step. Thử xem mà chơi như nào bạn ơi. Ok ok, rồi. Tải về và trải nghiệm luôn. Thế là mà vừa vào nó hơi giật lag cái hiệu ứng tùm lum bạn ơi. Ơi. Vừa vào tới hiệu ứng nó hơi bị tùm lum. Ứng offline hay sao? Mở bài Super Nova. Tắt tiếng đi bạn ơi. Nhạc bản quyền chết tôi. Super Nova nó bùng cái gì thôi bỏ đi. Không có hiệu ứng gì ấy. Gì đấy? Lát rồi. Hiểu lắm. Nhấn vào icon để bắt đầu icon nào? Icon đây á. Từ nha. Cái này tí để mình đem để cửa sổ. À, cái map này. Cái map này sao chết cái thua luôn. Oh what? Ok, từ từ nha. Mình cứ thử mở lên thông trước đi. Để coi xem như thế nào đã bạn ạ. Chết rồi, đừng bảo là mắt mày lại dính lời bùng nguyên các kiểu nha. Bấm bắt đầu trước này. Hiệu ứng thôi, bỏ hiệu ứng đi nhá. Bấm đây, bấm icon bắt đầu đúng không? Bấm icon bắt đầu này. Ok. Alo, anh nghe tôi nói nhầm. Anh nghe tôi nói bấm phím số 1 xem nào. Alo. Chắc bữa không nghe nói đâu đúng không? Ok, cái map này nó lạ bạn ạ. Anh em bấm cái icon gì á, bấm vào cái icon gì ở góc dưới bên phải á. Đấy, ở góc dưới bên phải có cái vệt trắng trắng gì á, bấm vào để bắt đầu nhá. Nhảy đâu á? Ôi chết là thua luôn á. Từ mình sẽ mở phòng này trước đi nhở. Chắc mình mở cái phòng mắt này trước đi. Mắt này không chơi liên thông được hay sao? Mà tự nhiên đang đứng nghiêm một cái xong rớt chết luôn. Ủa mắt này khác cái kia đâu? Tắt tiếng. Một mắt thì chết cái thua luôn, một mắt thì không chết được. Là hay này. Là đỉnh cao này. Một map thì chết luôn, còn một map thì không thể chết à? Wow. Ok. Nhưng mà map bạn này mở lên thông hơi có vấn đề nha. Mình nghĩ là không nên mở lên thông đâu. Cái bế thử cho map này cho đi. Thử cho map mà không thể chết đi bạn ơi. Nhảy luôn cái. Xem phải nhảy luôn cái. Nhảy luôn trước khi lava nó tràn lên bạn ơi. Gì đấy? À nhanh cái gì đấy? Hả? Ở bên này à? What? Cái gì mà chưa nhảy lava tràn lên rồi? Nhảy cái gì nữa? Cay chí rồi. Xong chưa kể tiếng game lại tự bật lại bao nhiêu. Tiếng game nhạc game tự bật lại luôn mà. Nó may tôi không đeo tai nghe. Không là thủng tai rồi. Đấy, thưa chú ở Minua nha, cái lỗi này thì không thể sửa, cái lỗi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người chơi, không thể sửa. Thế mà cái lỗi bị hỏng đồ xong rồi dùng chích, một cái chích lỏ sửa được thì lại sửa nhanh thế. Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc nha. Mấy lần tôi bị suýt hỏng tai vì cái lỗi này rồi đấy. May mà lần tôi không đeo tai nghe bạn ạ, thôi nhá. Chúng ta sẽ chắc là chơi mắt của mình bạn, chắc là chơi mắt cái mắt chắc là chơi mắt của mình thôi. Nhưng mà sao lại chết luôn bạn ạ? Nó nhảy tiên đứng kịp một con sao chết luôn mà tôi chưa hiểu lắm. Mắt mày là như nào đây? Này, mình lên đây này. Thì bấm đây à? Bấm đây không? Nó đâu? Bấm gì đấy?
À, bấm để mở nó ra đúng không? Đợi em, đợi gì? Đợi, ừ đợi. Đang đợi đây. Đợi cái gì? Ủa mất rồi. Rồi, map này các bạn không nên mở, không nên mở liên thông nữa. What? Đang chơi tự nhiên. Ủa? Đang chơi tự nhiên chuyển góc nhìn thứ hai xong chết luôn à? Là sao? Một map thì không thể chết. Một map thì chết không hiểu vì sao chết. Wow. Đẳng cấp. Có nhảy qua luôn đi. Ơ. Ơ mất rồi. À đây đây. Ơ mất rồi. À bắt này phải nhảy liên tục mất rồi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Cái này à? Vay map. Chưa hiểu lắm mà nè. Vừa dịch chuyển cái chưa kịp nhìn cái gì block mất luôn. Ít ra cho người ta tầm mười mấy giây, mười mấy giây chứ đúng không? Ai, cái đoạn này còn cho cái đợi này. Còn level kia không đợi gì cả luôn mà. Cho rớt luôn mà. Wow. Tuyệt vời. Này, ở đây còn có tâm này. Đợi, ok, đợi một lúc này. Đợi một lúc thì block bị bất. Đó. Còn cái kia không thèm đợi luôn mà. Cho chết luôn. Là tuyệt vời. Ok, wow. Đẳng cấp, VIP Pro. Perfect. Đó, 10 điểm. Wow. Xứng đáng map gọi là đỉnh cao thế hệ vũ trụ, đúng là map vũ trụ mà khác. Cái này bấm đây, bấm đây đúng không, bấm nó nhảy đây à. Map này các bạn nên nhảy liên tục, đừng có dừng lại, đừng có quay đầu lại. Quay đầu là già toang đấy. Ê, các cụ bảo quay đầu là bờ nữa không, map này quay đầu này lại là chim cúc luôn á. Ê đừng nhảy đâu, nhảy đây à. Đây à? Mất rồi. Cái map nó kiểu gì mà không hiểu gì luôn mà. Một map thì không chết được, một map thì không hiểu vì sao chết. Cái map đầu thì chưa nhảy được cái gì lava đó. Ui mà lava nó dâng lên còn chưa kịp nhảy luôn mà. Còn cái map này thì chưa kịp nhảy tự nhiên lăn ra chết luôn mà. Không hiểu vì sao luôn. Wow, tuyệt vời. Đúng là map vũ trụ, bạn đã đẳng cấp vũ trụ luôn. Map này dành cho người vũ trụ nha. Người ngoài hành tinh chơi nha, chứ người chết là không chơi được các bạn ạ. Wow. Cái map này là người trái đất là không có chơi được bạn ơi. Wow. Đúng là map bước nhảy vũ trụ bạn ạ. Nó chỉ dành cho người ngoài vũ trụ nha bạn nhá, chứ không dành cho người ở trái đất đâu. Nó người trái đất thì không nên chơi map này. Người nào ở ngoài bên ngoài vũ trụ thì mới chơi được thôi. Đẳng cấp bạn ơi, đẳng cấp VIP Pro bạn ạ. Wow. Tuyệt vời. Không có nổi một cái hướng dẫn mà bấm như lúc phải bấm mãi mới lùi sáng mà đây. Đây nha, đây đúng không? Nhảy vào đây đúng không? Chuẩn chưa? Đây, nhảy đây đúng không? Bấm nút đúng không? Bấm nút xong sao nữa? Đây bấm nút này. À ok, bấm nút nhảy vào đây đúng không? Rồi. Nhảy vào đây xong có đâu? Nhảy vào đây à? Đúng không? Nhảy vào đây đúng không? Nhảy vào đây xong có đâu? Nhảy đây đúng không? Ok này, rồi nhảy xuống đây thì nhảy đâu? Nhảy đây đúng không? Đây hết sự rồi còn đâu nữa. Nhảy đây thì còn cái gì mà nhảy nữa, hết rồi. What? Chả hiểu gì mà đã đố đi không? Là như nào cay chưa kìa, để tôi coi xem.
Ông mà để cửu mao ở đây nó như nào? Sáu trên mười à? UI 6/10, tưởng chấm 6/10 mà vẫn đề cử. Thú vị dữ chưa? Con chả hiểu nhảy kiểu gì mà bữa nay tự nhiên đến cái quả trái đất hay là hết rồi. Ê, hay là đừng bảo là đến cái level trái đất là hết rồi nha. Tại vì đến đấy đâu có nhảy gì đâu. Cay chưa kìa. Một cái map thì đang nhảy thì lava nó dâng tận mông luôn, không kịp nhảy cái gì mà nè. Sau một cái map tôi chết mà không hiểu vì sao chết, cay chưa. Đấy, bạn nào muốn trải nghiệm sự ảo Makada đấy, có thể truy cập ID 29730942 các bạn nhé. Tôi bó tay chống com rồi, không hiểu kiểu gì bạn ạ. Nãy tôi mở liên thông mà chắc là cũng chả chơi được thôi anh em ơi. Anh em chơi liên thông map này sao chơi được đó. Anh em thông cảm nhá. Ok, thì đấy, thì tôi cũng không biết là giải thích như nào cái map này, các bạn cứ tự tải về trải nghiệm thử là biết các bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.